Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại kênh Vòng Tay Phong Thủy Gia Khiêm. Trong cái video này em sẽ chỉ cho mọi người cách thế nào biết được chất liệu gỗ xưa đỏ bắc. Xưa đỏ bắc nhé. Dòng gỗ xưa đỏ bắc này thì nó huyền bí lắm, nó khác với xưa rừng Quảng Bình. Thì đây, trong video này em sẽ chỉ cho mọi người cách nhận biết về dòng gỗ xưa đỏ xưa bắc anh em nhá. Đầu tiên, xưa bắc nó sẽ có loại như thế này. Mọi người nhìn này, cái chất vân của nó thì như thế này là quá già rồi. Ok, một cây xưa bắc mà được cái vân mà đen đậm như thế này thì nó chắc phải mấy chục năm thì mới khai thác được cái loại vân như thế này nhá. Tại vì cái thực tế là cái gỗ xưa, cái lõi của nó rất bé, 10 năm thì cái lõi của nó bằng cổ tay thôi anh em mình thôi đấy. Bởi vậy là những cái dòng gỗ xưa mà được vân như thế này thì phải nói là phải 5-70 năm anh em mình nhá mới được vân như này. Thứ hai là vân hoa hồng là vân đặc trưng phổ biến nhất là những dòng gỗ xưa, nó đẹp đó mọi người. Vân hoa hồng này sẽ như thế này, nó cứ tựa tựa như kiểu là cái bông hoa ấy đó, thì người ta gọi là vân hoa hồng, vân tim hoa hồng anh em mình nhá. Đây cũng đồng thời cũng là trong những dòng gỗ xưa đẹp được tuyển chọn kỹ đó mọi người nhìn này, được tuyển chọn kỹ những dòng gỗ xưa đẹp ở bên cơ sở em đó. Mọi người thấy chưa, đây là xưa bắc. Video trước em có làm một cái video để nhận biết được gỗ xưa Quảng Bình, còn đây là xưa bắc anh em mình nhá. Đây xưa Quảng Bình mọi người nhìn này, cái vân nó cũng khác chưa đó. Đây xưa bắc này thì mỗi cái nó có một vẻ đẹp khác nhau. Rồi xưa Quảng Bình đây nữa này, mọi người nhìn này, ok chưa, nó khác chưa đó. Đây nữa này, xưa đen xưa tím này đó, thì mỗi cái nó có một vẻ đẹp khác nhau của cái loại chất liệu gỗ đó, và đồng thời mỗi một vùng miền nó sẽ cho một cái loại vân khác nhau đấy. Mỗi một vùng miền cho chúng ta một cái loại vân khác nhau, bởi vậy là nó vô vàn cái loại xưa để nói, thì nói video này chúng ta không thể nói hết được. Nhưng mà thực tế là khi bọn em sưu tầm những cái phôi gỗ, bắt buộc chúng em phải sưu tầm những phôi đẹp như thế này để tới mọi người được những cái chiếc vòng ưng ý nhất có thể. Bởi vậy ai yêu thích những dòng gỗ xưa VIP như thế này, liên hệ ngay với em qua số điện thoại 0962145825 hoặc Zalo cũng là 0962145825 để gặp em trực tiếp. Em sẽ tư vấn ưng mẫu nào, chốt alo, quay video trực tiếp cho anh em mình chọn và sẽ báo giá sản phẩm luôn. Bởi vậy là mọi người không phải ngại gì cả, cứ gọi ngay cho em qua số điện thoại 0962145825 anh em mình nhá. Và video hôm nay là giới thiệu về dòng gỗ xưa bắc, xưa dòng gỗ đẹp của ngoài bắc đấy, thì em sẽ chỉ cho mọi người cách nhận biết là những loại gỗ đẹp như thế này rồi. Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.